mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang ngồi trước màn nhỏ để chờ đón và xem chương trình Siêu Bất Ngờ. Chương trình Siêu Bất Ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng nước tăng lực Number One chanh và dâu cuộn trào sảng khoái bật tung năng lượng. Ngày hôm nay có một sự đặc biệt trùng hợp là khách mời đều là nam thanh nữ tú. Ai cũng đẹp hết. Ai cũng đẹp, ai cũng xinh. Giống như anh với em, giống như anh với em, giống như anh với em. Mình không nên như vậy. Em thì xinh rồi chứ anh là không có điều đó đâu. Thế thì mình sẽ mời đầu tiên ra là ai vậy? Bây giờ mời nam thần trước đi anh. Nam thần? Dạ. Harry xin giới thiệu Jin Tuấn Kiệt và Thanh Duy Idol. Nhạc mình phải nhảy mình được dặn là mình ra mình phải nhảy thật là nhiều. Nhưng mà hết nhạc rồi. Ồ, hết rồi hả? Hết rồi. Âm thanh vẫn còn vang vọng ở đâu đây? Ở nhà mình bị nhốt dữ lắm hả? Sao bây giờ gặp ánh sáng là tưng bừng vậy? Thì dạ đúng rồi, ở nhà tụi em bị nhốt. Ai nhốt em Kiệt? Em tự nhốt em làm việc em tự nhốt em trong phòng á nên lo được đi ra ngoài. Tụi em là những người nghệ sĩ gọi là bị trầm cảm anh. Trầm cảm anh? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cái đó là nặng lắm nha. Ủa anh nghe từ trầm cảm mà vậy đó anh, trầm cảm mà vậy đó. Không phải chị Harry, tại vì là ta ở nhà người ta nhốt mình trong nhà. Tới chừng mà ta được ra gặp khán giả với gặp mọi người á, cái ta vui, cái ta biết. Đúng rồi, giống như được về với cộng đồng vậy á. Mình phải nhảy lại. Em ơi, cái này là bị khùng đó Duy. Chứ phải trầm cảm đâu. Được. Chết rồi. Mới phát hiện ra bị thêm bệnh nữa hả? Bây giờ cho Harry hỏi nè. Dạ. Hai bạn hôm nay tham gia chương trình với mục đích gì? Đơn giản là em tới đây để chơi thôi. Em bị nhốt lâu quá, lâu em được ra ngoài. Just em chơi for chơi fun. Nó vẫn quay lại vấn đề bị nhốt. Dạ. Còn Duy? Dạ. Em tới đây để chứng minh nhan sắc của em. Nhan sắc của em. Nhan sắc của em. Xin giới thiệu nữ thần Thanh Trúc, Thanh Tú và Khánh Ngọc. Xong chưa chị? Dạ, xong chưa? Xong chưa mở tay chị? Vi ơi. Điện giật mình hả em? Giật. Lâu quá hai đứa em không được nhảy. Vậy bây giờ nhảy từ đầu đến cuối chương trình luôn nha. Trời ơi, đừng xuống anh được đó. Được trời luôn. Mình làm nha. Dạ. Dì ơi, nhưng mà cái thời gian bây giờ là dành cho nữ thần chứ đâu phải là nam thần đâu. Không, tụi em đây chỉ là minh họa thôi. Minh họa, muốn minh họa. Kiểu là bè biên đạo minh họa thôi. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ à, thôi. Bây giờ từ ca sĩ chính bây giờ chuyển qua minh họa hả? Trời ơi, gia đình chắc buồn hai nó lắm. Rồi, nữ thần ơi. Bây giờ giới thiệu Từ Tú nha. Em tên là Thanh Tú, hiện tại là đang là diễn viên tự do. Rồi, Khánh Ngọc, hiện tại đang là người mẫu. Người mẫu. Lộn rồi nè. Xin chào tất cả quý khán giả. Ngày hôm nay Khánh Ngọc rất là vui khi được đến tham dự chương trình này. Nhìn từ trên xuống dưới thì Ngọc có cảm giác là giống như là mình là bước chân hai thế hệ. Đúng rồi. Giống như bà ngoại vậy đó. Thế chút đi cưng. Trời ơi, em vẫn nói kệ. Người ta cứ múa mình cứ nói em. Kệ đi chị, kệ đi chị. Tại vì kệ em đi không chị. Có bắt vô được. Phải thấy múa. Hai, ba, vô. Dạ, kính chào quý vị. Trúc là Thanh Trúc. Trúc là Thanh Trúc. Rất là vui khi hôm nay đến với chương trình Siêu Bất Ngờ. Rồi, mời vào vị trí. Xin mời. Em lo quá. Em lo gì? Em chỉ có nhìn cái hai bàn kia thôi em thấy sợ rồi đó. Không sao Harry đâu. Ơi, tụi em không có cắn đâu. Không cắn nhưng mà có cảm giác sợ bị lây ha. Ở đây ai đã từng tham gia chương trình Siêu Bất Ngờ rồi? Ghiền Tú Kiệt. Chút nữa nè.
Chúng em tham gia rồi đúng không? Tham gia lần thứ 3 rồi đó. Trời ơi. Mấy lần trước có thắng không? Cũng có nhưng mà cũng có ăn bột. Như vậy là hai người tham gia rồi và ba người là chưa tham gia. Thế thì bây giờ sẽ nói về luật lại cho mọi người cùng nghe. Dạ, chương trình siêu bất ngờ là thử tài phán đoán của những người chơi. Các bạn sẽ quay lưng với sân khấu, tài năng của chúng tôi sẽ xuất hiện. Và các bạn cảm thấy, ê, tài năng này có vẻ là... Ê, tài năng này là có thật thì các bạn cứ quay lại, còn không thì đừng quay lại. Quay lại gặp thật thì được tiền thưởng. Quay lại mà tài năng giả thì bị dính bột. Nhưng mà nó chỉ là vòng 1 tới vòng 3 mà thôi. Ở vòng thứ 4 là vòng mặt nạ, chúng ta sẽ được đối diện với người đó luôn, được hỏi mỗi người một câu, sau đó quay lưng lại và bắt đầu đoán. Vòng thứ 5 sẽ có hai tài năng xuất hiện, chúng ta sẽ tìm người thật. Vòng số 6 khác biệt với những vòng kia vì tiền thưởng là 10 triệu đồng chia đều cho những người đúng. Còn những vòng kia chỉ có 5 triệu mà thôi. Vòng số 6 có thêm một cái vấn đề nữa là chúng ta được quyền đặt cược 50% số tiền chúng ta có từ vòng 1 đến vòng thứ 5 bằng cách cầm thiên thần hộ mệnh trên tay. Thiên thần đó à? Thiên thần hả? Hai người rất giống thiên thần. Đừng nghe lời của mấy ca sĩ tự kỷ. À vậy à? Và khi chúng ta sai thì hình phạt đến từ đâu? Những người đàn ông lực lưỡng của chương trình xin mời. Hả? Trời, muốn bị phạt quá à. Chúc ơi, chị muốn bị phạt. Cho cái bé trai ở giữa kìa, chị muốn phạt từ bé trai ở giữa. Thì ở giữa là vị trí của chị đó. Đúng rồi. Chị Ngọc à, chị ráng ăn cho hết nha. Chúng tôi đề nghị Khánh Ngọc bình tĩnh, hãy sống gương mẫu cho các con cháu gia đình đôi theo. Hãy trừng phạt Ngọc đi. Ở đây còn có em với là anh Duy mà chị. Biết sao không? Nhìn lâu nay chị ăn dinh dưỡng, chị ít ăn tinh bột cho nên là hôm nay chị muốn thử. Rồi, cảm ơn mọi người, mời mọi người vào bên trong. Rồi, mời quay lưng. Quay. Trước khi đến vòng đầu tiên, mời quý vị cùng chúng tôi giải lao trong giây lát. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Siêu Bất Ngờ. Và tài năng đầu tiên của chúng tôi sẽ là cặp tiên đồng ngọc nữ với màn xiếc tạo hình trên không đẳng cấp. Xin mời. Xiếc tạo hình trên không đẳng cấp hả? Đu dây á, đu dây đó. Là đang diễn luôn rồi hả? Chưa. Anh Duy có thấy gì không? Không, thấy cái máy camera mới trước mặt mình thôi à. Tôi nói thiệt. Anh ráng nhìn cái phản chiếu coi là có thiệt hay là không. Tôi nói thiệt, nếu tôi thấy được hai cái hình tượng trên sân khấu này tôi sẽ quay lại liền. Đẹp lắm anh. Đúng không? Đẹp lắm anh. Ủa? Sao mới bước ra mà hú ý dữ vậy ta? Đúng không? Nhưng mà thường em nghĩ là nếu mà cái gì mà nó đẹp mà nó lung linh thì sẽ dễ rất là bị lừa. Nên là phải cẩn thận. Mời hai bạn giới thiệu cặp tiên đồng ngọc nữ. Dạ em xin chào mọi người, em là Trà My, diễn viên xiếc đu đôi. Xiếc đu đôi, thấy chưa? Là hai đứa đuôi lúc á. Mà anh ơi, đây nha, giọng người Bắc nha. Đúng rồi. Người Bắc là diễn viên xiếc nhiều lắm nha. Rồi bạn giới thiệu được không? Mình là Ngọc Sơn. Mình đang là diễn viên anh Ba hả? Xiếc đu dây. Anh Ba hả? Không có, tên Ngọc Sơn, trùng tên với anh Ngọc Sơn mình thôi. Chào đại gia đình. Xin mời đặt câu hỏi. Ủa bây giờ là mình phải đặt câu hỏi. Đúng rồi. Ai có kinh nghiệm làm trước đi. Cho Tú hỏi là trong cái nghề này mình đã làm được bao lâu rồi ạ? 6 năm ạ. 6 năm là đu dữ đó. Hồi xưa tôi ở dưới quê tôi có 1-2 năm mà tôi đu trên cây cột điện quá trời. Hiện tại là hai bạn đang biểu diễn ở đoàn xiếc nào? Cả hai đoàn. Cái gì? Hai đoàn nào? Cả hai đoàn xiếc như Hà Nội và Sài Gòn. Ủa rồi diễn sao lỡ trùng lịch rồi sao? 246 Hà Nội, 357 Sài Gòn. Trời, người ta sắp xếp em mắc cười quá em Duy. Hai bạn ơi, cho xin hỏi là khi ví dụ mình đu đôi, giả sử có trường hợp mình phải đu đơn thì mình có làm được không? Đu đơn ơi. Đúng. Kiện hỏi đúng. Hỏi dễ thương á. Tức là bình thường là đu đôi, trong trường hợp đu đơn thì cái ông đó hoặc bà đó bị bệnh thì một người đu. Ồ vậy hả anh? Hả? Cho Duy hỏi là cái động tác khó nhất khi mà đu đôi á là động tác gì? Bay ạ. Ủa bay vậy là mình gắn cái cánh vô rồi mình bay hả? Bớt nào lao. Có bao giờ mà mình bị gặp khó khăn về cái vấn đề thực hiện động tác nào đó không? Ví dụ như là mình đu lên hay là có bao giờ mình gặp trục trặc hay là mình có té hay gì không? Nhiều lúc mình bị
đứt khuy áo. Đứt khuy áo. Ủa, nguy hiểm nhất là đứt khuy áo hả? Đứt khuy áo. Tại vì các bạn ơi, các bạn phải hiểu là nam nữ thọ thọ bất thân. Bây giờ bắt đầu phân tích nè. Bạn nam đứt khuy áo rớt xuống không sao, bạn nữ đứt khuy áo thì mất bình tĩnh không đu được nữa. Cũng hợp lý. Anh đừng có tin lời ác hết. Trúc hỏi đi Trúc. Trước khi mà học đu như vậy á thì là có phải học cái xiếc khác nữa không? Dạ không. Từ khi vô xiếc là đu đâu tới bây giờ là không có đu riêng. Có đu tập tạ. Đu tập tạ. Đúng rồi, đu xà đơn. Cảm ơn Trúc. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Bây giờ tôi hỏi một câu thay các bạn ngồi dưới nè. Tại sao không có đu hai nam mà có hai nữ mà không phải nam nữ? Thật ra là có cả đu nữ nữa nhưng mà em thích tập đu nam nữ hơn. Tại sao mà hai bạn lại chọn cái công việc này mặc dù nó rất là vất vả và khó khăn? Tức là nhiều nghề thì chắc chắn sẽ có những câu trả lời như thế này. À, đam mê hơn nghề chúng mình, đúng không? Trả lời nào. Dạ, tại vì nó là đu nam nữ mà anh. Em thích đu nam nữ nên em tập thôi. Cái gì vậy? Bà nói là bà thích đu nam nữ mà bà là nữ rồi thì phải đu với nam. Xin thứ kiện. Một cái công việc nào đó mình cũng sẽ dễ bị chấn thương đúng không? Khi mà mình bị chấn thương như vậy á thì thường là mình mất bao nhiêu lâu để mình nghỉ dưỡng mà mình hồi phục lại. Thật ra cái đó tùy vết thương chứ. Tùy vết thương chứ em. Ví dụ đúng như không, nghĩa là giống như là có giống như đi đá banh thì hay sẽ hay bị lật sơ mi cái chân. Đúng rồi, người ta Nguyễn hỏi mà sao các anh chị kỳ của em nó nhỏ chứ các chị ăn hiếp nè. Hỏi tào lao hỏi câu khác đi xin. Ủa là sao? Nói chơi. Nè, trả lời Gin là giống như là cái vết thương mà mình hay dưới mắt phải nhất á. Bị bong gân chẳng hạn. Bong gân đúng bong rồi. Gân. À bong gân. Thì mất khoảng một tháng. Một tháng không được đâu. Đúng rồi. Cho em thắc mắc cái nha, cái môn thể thao này của hai bạn có phải là cái mà đu ở trên trời rồi sau đó nhảy qua sau đó nắm tay nhau sau đó là ngược lại bên kia sau đó là ngược lại bên đây, cái nắm tay nhau ngược lại qua đây lại không? Cái đó khác mà. Không phải đâu đúng không? Dạ không ạ. Ủa nãy giờ em tưởng cái đó không á. Ý là có một cái băng, cái băng dây xong mà người ta thả xuống hai người nắm vô xong mà kiểu bây giờ nghe người đàn ông người ta trả lời nè. Thực ra cái này là cái gì chính xác nhất bà đã được học trong kịch bản là gì? Một người nam và người nữ ở trên cái đu dây. Rồi, ok. Không hỏi nữa, mời đứng dậy. Mời nam chàng trai lực lượng vào vị trí. Hãy đến với chương trình bằng sự yêu thương chương trình. Đừng toan tính với chương trình. Chúng ta sẽ ra về với phần thưởng lớn. Nếu toan tính với chương trình, khán giả sẽ quay lưng. 5 giây còn lại. 5 4 dây dành tặng các bạn để chuẩn bị đã hết. Và bây giờ đằng sau quay chỉ có hai người quay lại. Wow. Anh Duy sao? Ồ. Rồi anh ổn Duy à, chỉ có em và Gin Tuấn Kiệt hai người bạn nhảy với nhau. Nam thần say hả? Em phải nhìn hai bộ đồ đi, đẹp không? Wow, không có ai đu dây mặc đồ gì hết trơn đúng không? Nhưng mà, lát người ta thay đồ sao? Là có cái này luôn. Lát người ta thay đồ. Phải không? Ê anh! No! Không! Ủa, liền luôn hả? Thực ra Duy phải biết rằng là cái gì hồi hộp quá vậy? Trong ẩm thực á, nhất là ẩm thực của Trung Hoa đó, thì xài rất nhiều tinh bột. Và trong ẩm thực của cả thế giới thì tinh bột luôn chiếm hơn 50% trong tất cả các món ăn. Dạ. Vì tinh bột là chất không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Dạ. Vấn đề là tinh bột tốt hay tinh bột xấu. Anh Duy ơi, anh có lòng tin lắm, em thấy cái tay ảnh tự đó mà. Đúng. Với lại cái cô này anh đu ngon lắm á. Cái chị này rất là thon thả nữa em ơi. Không, tập tạ là như mấy ông này nè, còn đây là tập chỉ có cái tay bụi thôi, làm cho đu dây nhiều. Nhìn được không? Mình nhìn được không? Đầu tiên thì tháo cái nón ra. Em bị làm bỏ ác. Nè, tôi nhắc lại nè, những người không quay lưng lại thì không bao giờ được biết diễn biến trên sân khấu. Chỉ về nhà xem TV vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thế thì bây giờ hỏi Tú nè. Dạ. Tại sao không quay lại? Tại vì trong cái cách mà nói chuyện á, nó có một cái gì đó vấp. Và khi em dùng cái trực giác, giác quan thứ 6 của em là em không tin. Cảm ơn Tú. Cái đó là diễn á Tú. Khánh Ngọc, tại sao không quay lại? Thật sự ra đó là thấy cái bạn mà đưa bột quá rất là tươi. Rất là muốn quay qua để được hưởng thụ một chút. Thực ra là nhưng mà
tự nhiên hai bạn đó lúc mà mình phỏng vấn thì thấy là hai bạn đó nói là làm cái môn nghệ thuật này mà chỉ trong 6 năm, mà nghĩ là với cái 6 năm để làm một cái vận động viên chuyên nghiệp như vậy thì rất là khó. Đúng rồi. Phải từ nhỏ mới được. Dạ. Nè, bây giờ nghe lời cái cô gái mà đã từng tham gia chương trình 3 lần nè, tại sao rồi? Hồi lúc đầu á là cũng dám tin rồi, nhưng mà đến cái câu hỏi là thuộc cái đoàn xiếc nào Hà Nội thì là tự nhiên cái nó nói sao dấp dấp tự nhiên kêu cả hai. Rồi lâu rồi mình có tập gym không? Có, vẫn tập thường xuyên. Tập gym thì ít ăn tinh bột phải không? Bây giờ thua cũng đâu có ăn đâu. Đúng rồi, đâu ừ. đâu quay lại đâu ăn. Đúng rồi. Nhưng mà ăn từ phía này được nè. Không có được. Ai làm vậy? Ừ, ai làm vậy? Nếu như tài năng chúng tôi là thật thì hai người quay lại là Gin Tuấn Kiệt và Thanh Duy, hai ca sĩ trẻ trung hát hay, nhảy giỏi, đẹp trai. Mỗi người mang về 2.500.000 đồng. Còn nếu như tài năng là giả thì hai bạn mang về hai dĩa tinh bột kèm theo sự dè biểu của những người không quay lại. Hai dĩa tinh bột chưa tay biến. Và kết quả là chính xác. Mỗi người sẽ nhận được 2.500.000 đồng. Yeah! Rồi, bây giờ mời hai bạn tự giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào mọi người. Em là Trà My, diễn viên của nhà hát nghệ thuật xiếc Phương Nam ạ. Mình là Ngọc Sơn, mình cũng đang là diễn viên xiếc của nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Ủa là hai anh chị là hai đoàn khác nhau hả? Đoàn nghệ thuật Phương Nam thì mới được sáp nhập. Rồi, bây giờ mình biểu diễn nhé. Dạ. Dạ, xin mời. Hay quá. Ôi đẹp lắm chị Trúc ơi. Đẹp lắm luôn á. Mấy này thường. Nghe nhạc đảo quá không? Đẹp không Duy? Chưa làm gì hết. Hay không anh? Thank you.
nữa. Vỗ tay thiệt lớn cho hai anh chị ạ. À. Trời đất ơi, một cái tiết mục nó hay như vậy mà những người làm nghệ thuật lại quay lưng. Hay mà độc đáo mà nhiều cái lạ. Có xứng đáng để theo đuổi con đường chuyên nghiệp nữa hay không? Không. Khán giả sẽ quay lưng cho họ. Nghĩ hết đi. Đúng vậy. Ôi mà tiết mục vừa rồi thật sự rất là hoàn hảo, rất là tuyệt vời. Hai đi cũng muốn gửi lên cảm ơn nhiều nhé. Dạ em cảm ơn ạ. Vỗ tay một lần nữa cho cặp đôi siêu đỉnh vừa rồi. Và chúng ta dành một cái dislike là cái không hài lòng cho những người đang quay lưng. Vòng đầu tiên là quá xuất sắc rồi. Vòng thứ hai sẽ chờ cái gì đây? Tài năng của chúng tôi sẽ là nàng lọ lem với biệt tài bật khóc trong vòng 5 giây. Xin mời. 5 giây hả? Em khóc được 5 giây nè. Em mệt chương trình này, chương trình này đúng nghĩa là siêu bất ngờ luôn đó. Mở nhạc siêu bất ngờ thiệt luôn á. Ở đây ai biết câu chuyện về nàng lọ lem Thanh Duy? Dạ thưa anh, ngày xưa, xưa ơi là xưa. Mình có thể tóm gọn được không? Dạ tóm gọn lại là có một nàng tên là lọ lem thử dài, được hoàng tử chọn làm hoàng hậu. Hoàng tử mà chọn làm hoàng hậu. Xém nữa kêu chọn làm phò mã rồi đó. Công chúa. Rồi bây giờ mời lọ lem giới thiệu bạn là ai? Dạ, em tên là Thanh Trúc, em sống ở thành phố Hồ Chí Minh, em là diễn viên Lồng Tí. À, Thanh Trúc. Hàng nghe quen, nghe giọng mình. À, Thanh Trúc Duy Lồng Tí, mà sao Thanh Trúc này nhìn ốm hơn Thanh Trúc kia hả? Rồi Trúc là có biệt tài là khóc trong vòng 5 giây hả? Dạ. Thực ra Trường Giang cũng có mấy người em cũng trong nghề cũng khóc trong vòng 3-4 giây có luôn. Bà Thanh Tú nè anh. Cái gì? Tú nó khóc được nè. Thế nên là cái điều này là nhiều người dễ làm được. Đúng rồi. Bé bài ca con của anh Kim Tử Long cũng làm được đó. 5 giây là chảy nước mắt. Trúc ơi, chị khóc trong vòng mấy giây? Chị chưa đếm giây nữa. Thanh Trúc là khóc cả đời lần em. Bây giờ cho Thanh Trúc hỏi Thanh Trúc trước đi. Làm diễn viên Lồng Tí nhưng mà có thể khóc trong vòng 5 giây. Nếu như vậy thì em dùng cảm xúc thật hay là dùng kỹ thuật? Tại vì em vốn là hay nhạy cảm, nên là trước khi em làm diễn viên Lồng Tí em cũng hay khóc. Nhưng mà về sau á, thì tiếp xúc nhiều cái mảnh đời và cuộc đời nhiều á, cái nói chung là cái khoảng thời gian mà em khóc nó nhanh hơn. Em lấy nữa khóc tươi với em đi. Em nghĩ 5 giây là phải dùng kỹ thuật hơn là cảm xúc mà đó từ... là chắc chắn rồi chứ hơn gì. Chắc chắn. Khóc có rơi giọt nước mắt ra luôn không hay chỉ rưng rưng thôi? À, dạ có ạ. Wow. Rơi hai hột lệ luôn á hả? Dạ, không có đếm à. Cái cô này mà gặp những ông nào yếu lòng là chết hết. Tại em sao? Em không phải là người gái dành nghĩ đâu. Em ơi, cho chị hỏi là em phát hiện được khả năng khóc trong 5 giây. Hồi nào? Từ khi nào? Dạ, em cũng không nhớ, nhưng mà thực ra tại vì mỗi lúc làm là vừa chiếu qua gào một hai câu là em đã khóc rồi. Vậy cho Duy hỏi là lúc mà khóc trong 5 giây đó có chớp mắt không? Có nhiều lúc là nhân vật nó rưng rưng hoặc là nó trừng mắt á, thì tự nước mắt rớt. Cũng có nhiều nhân vật là khóc gào không còn biết gì hết á, thì chớp mắt. Tức là mình không có control cái đó, mình để tự nhiên thôi. Đúng rồi. Cho Duy hỏi là nếu mà mình xài khóc bằng kỹ thuật đó thì khi đó nước mắt rớt ra ngay khóe hay là ngay giữa mắt? Ý là khóe mắt hay là biết được. Khóc thật là nó sẽ không nghe... nó cũng vậy à, nó cũng chào ra. Đúng rồi, đúng rồi. Thật ra thì... nó thích trào đâu nó trào. Đúng rồi. Dạ em cũng không biết em có dùng kỹ thuật hay không, nhưng mà thực ra là tại lúc đó là đã nhập tâm rồi á, cho nên là nó mình không có quan tâm được. Nó cứ... Ủa, nhưng mà chương trình là em có học kỹ thuật không ngoài cái cảm xúc? Thật sự là khóc một thời gian nhiều á là dễ bị hư tiếng lệ, giống như là em đóng phim một thời gian á, tức là chỉ cần một cái câu thoại thôi là nước mắt trào ra liền rồi. Cho nên là 5 giây là có thể xảy ra. Nhưng mà cái đó là cũng tùy trường hợp chị ơi, tại vì không phải là kiểu kêu mình 5 giây mình khóc, mình đếm 1, 2, 3, 4, 5 là mình khóc liền được. Tức là tùy trong cái cảnh đó, cái phân đoạn đó sẽ như thế nào nữa. Nên là rất là khó, cái này rất là khó để mà hỏi một câu nào. Không, bình thường giống như quy một đoàn phim, quy một ngày mà đạo diễn không cho chị khóc, chị cũng tự khóc nữa. Bây giờ nè, tôi sẽ lấy bản thân tôi làm thí nghiệm luôn. Tôi là người khóc có thể bằng kỹ thuật và cũng có thể bằng cảm xúc. Ủa này có được quay lại coi không? Không, khán giả truyền hình và khán giả trường quay thôi. Harry sẽ bắt đầu đếm nha. Em đếm nha. 5 4 3 2 1 Không chưa? Giang làm được hả? Anh đừng tin,
Gin không nhìn lên phía khán giả. Đúng. Nơi có fan của Gin nằm ở đó. Đúng rồi. Quá trời nhắc. Không có, em không có thấy là mấy bạn nhắc, mà là em thấy là mọi người kiểu vỗ tay một cách bị ép buộc á anh. Bây giờ đếm bây giờ một phút anh làm thua, cứ vỗ nước mắt liền. À là nước mắt thấm ngược lên da. 1. Anh ơi, bây giờ để kết thúc lại cái phần hỏi của em xin tặng cho bạn gái ở phía trên một bài hát. Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa. Gì vậy? Gì vậy? Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm. Cảm ơn bài hát không cần thiết của em. Trời ơi. Ai hỏi gì nữa không? Không hỏi nữa. Mời đứng dậy. Mời năm chàng trai lực lượng vào vị trí. Thực ra ngay cả khán giả ngồi ở trường quay cũng không biết cô này là thật hay là giả luôn. Chỉ có MC biết mà thôi. Thế thì các bạn hãy tự suy luận trong bộ óc của mình, tài năng này là thật hay là giả. Trước khi đến với kết quả, mời quý vị giải lao trong giây lát. Quý vị quay lại với chương trình Siêu Bất Ngờ. Và bây giờ thời gian còn lại cho các bạn đúng 5 giây mà thôi. 5 4 3 2 1. Vách ngăn bắt đầu chạy. Đây là thời gian hiếm hoi cuối cùng. Và bây giờ đằng sau quay. Không. Thanh Trúc, người có kinh nghiệm đã quay. Người có kinh nghiệm đã quay. Nếu như là chính xác thì Trúc sẽ một mình mang về 5 triệu đồng. Wow. Và anh Gia cũng thừa biết người nào mà đã có kinh nghiệm chơi 3 lần thì đều thắng. Đúng vậy. Tại sao các nghệ sĩ khác không quay lại? Tại em không tin. À, nãy cả nhóm có hội thảo với nhau là nếu là mà chị Trúc làm chị Trúc dạ thì cả nhóm làm ngược lại. Em nhường em nhường chị Trúc dĩa bột mì. Trúc là có gan làm giàu. Em thấy chị rất kiên định quá. Starup có gan làm giàu. Tại sao không quay lại Tú? Dạ tại vì nếu mà chị đã nói là Diễn Viên Lồng Tiếng thì em tin, tại vì cái giọng chị đó rất là hay. Đúng. Nhưng mà nó mà khóc được trong 5 giây thì em xin lỗi là em không tin. Không, thực ra là cũng có thể khóc trong 5 giây đó, nó sẽ mắt nhỏ đó là nó không liền. Đồng ý là trên thế giới này sẽ có những người có khả năng khóc trong 5 giây, nhưng em có linh cảm là chị này sẽ không khóc được trong 5 đúng giây. Đúng không? Linh cảm đúng không? Đúng, nắm tay. Nhắc tới linh cảm thì ok. Linh cảm. Đọc sao quay là tự nhiên nãy thiệt rồi, chắc này giả. Thanh Trúc là một diễn viên chúng ta đã quá quen thuộc. Mặt xinh, da trắng hồng hào. Đã chơi Siêu Bất Ngờ 3 lần. Đó, lần nào cũng... Nói gian em luôn. À, thế thì bây giờ nếu mà thật thì Trúc mang về 5 triệu đồng một mình, kèm theo những lời ca tụng hấp dẫn luôn. Đúng là người em sẽ dành cho những người khác một lời khinh miệt. Đúng rồi. Chưa gì đó. Và không biết có dành cho người ta được lời khinh miệt hay không, chứ bây giờ là người ta dành cho Trúc trước. Em xin chia buồn cùng chị. Thôi chị đừng buồn nữa mà. Trời ơi, mọi người ơi, mọi người ơi. Xí, em kiện chương trình. Chương trình nói những cái người sáu múi cho em ăn bột, tại sao anh Giang cho vậy? Tại vì chú ơi, em xuất sắc quá. Như vậy là bốn người không quay lại, mỗi người sẽ nhận được 1.250.000 đồng. Xin chúc mừng. Bây giờ thực sự em là ai? Dạ em là Diễn Viên Lồng Tiếng thiệt. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trúc. Nguyễn Thị Thanh Trúc thiệt, lòng tiếng thiệt, chỉ có cái khóc 5 giây là không thiệt. Dạ. Bây giờ em có thể khóc trong 5 giây nè. Như vậy là Trúc Lồng Tiếng đã làm cho Trúc Điện Ảnh phải khóc trong 5 giây. Cảm ơn Trúc Lồng Tiếng đã đến với chương trình ngày hôm nay. Như vậy là sau 2 vòng thì nói một mình
Thanh Trúc thì tinh bột thôi. Vâng. Cố gắng làm sao cho tất cả cũng bị cho vui nào. Chị Ngọc lần này thì sẽ có thể là quay lại. Vì sao? Tại vì chị Ngọc hồi nãy có sự tính toán. Vòng đầu tiên là thật, vòng thứ hai là giả. Thì vòng thứ ba là thật. Để coi em theo chị Ngọc không nha. Vâng. Tài năng lần này của chúng tôi sẽ là anh chàng với tài trượt ván bay qua năm trái bong bóng. Xin mời. Trượt ván bay qua năm trái bong bóng. Bạn mặc đồ giống như là Conan nhỉ? Chinichia, Chinichia. Em chào mọi người, em tên là Đức Hạnh. Em là người trượt ván biểu diễn bay qua năm cái bong bóng. Bong bóng là mình để như thế nào? Dạ, bong bóng mình xếp hàng dọc ở trên sàn. Xin mời 5 người chơi đặt câu hỏi. Em muốn hỏi là anh ơi, cái loại anh chơi là skateboard, Benny hay là loại nào? Tại vì em cũng có chơi skateboard nên em cũng biết một chút chút. Thực ra thì cái này là gọi là gì vậy cưng? Đây là loại thường. Em nói chi vậy? Em phải hỏi bạn kia chứ. Em không tin trong gian, em phải hỏi bạn kia. Con, nói cho con nghe, tất cả thông tin người ta đã học hết rồi. Vụ cho Jin hỏi là khi bạn chơi cái bộ môn này, các bạn có đeo đồ bảo hộ không ta? Lúc đầu tập thì em có đeo bảo hộ tay với bảo hộ gối, nhưng sau này thì không có đeo nữa. Ôi vậy bảo hộ đầu mày không có đeo hả? Dạ không à, đầu em cứng lắm. Không vượt qua mấy cái khúc gỗ hay là cục gạch mà tự nhiên em vượt qua mấy cái bong bóng. Lỡ dướng té đập đầu chết. Đúng rồi, bong bóng đụng không sao. Ôi, chơi cái này cũng dễ ha anh, không khó đâu. Anh chàng. Cho mình hỏi là bài đầu tiên mà để mà bạn chơi skateboard là bạn thường thường bạn làm gì á? Skateboard, việc đầu tiên là mua nó. Không, ý là bạn sẽ tập cái gì trước? Lúc mà căn bản á đúng không? Đúng rồi. Đầu á. Căn bản thì mình sẽ tập thăng bằng trên skateboard bằng cách ngồi trên tấm ván và bắt đầu di chuyển bằng tay. Có kịch bản rồi, em không chơi được rồi. Đâu cần có kịch bản, em chuyện này ai cũng biết mà. Em không biết. Kiệt không biết là tại vì chơi bên đũa không à. Gì? Dạ, thường là chơi skateboard ở đâu? Hãy kể cho Thanh Duy 5 điểm rồi, chơi skateboard. Đúng rồi, yeah. Dạ, ở Sài Gòn thì có nhiều điểm chơi skateboard, nhưng mà điểm chính của tụi em chơi là bên đường Bình Quế, bên quận Bình Thạnh. Chỗ đó ra làm sao? Rồi, em biết chỗ đó rồi, thôi. Hay, hỏi đi chỗ đó ra làm sao, nhiều khi chưa tới đó. Hỏi chỗ đó ra làm sao? Đó là một khu skateboard xây dựng lên và gọi là Sài Gòn Skateboard Bar. Thì tất nhiên đó ai mà chả biết, dạ. Miêu tả ở trong đó đi. Chủ yếu là những bậc thang, những đường vòng cung để tụi em trượt theo địa hình. Bậc thang màu gì? Trời ơi. Dạ, đó là chỉ là nền xi măng thôi. Xi măng màu gì? Ủa? Xi măng. À, xin lỗi, em bị xi măng hả? Phải xi măng không? Dạ, chắc chắn là xi măng. Chắc hả? Bà chưa đi, bà sầu sạo. Em cũng chưa đi nữa nè. Em đi rồi mà. Có phải là nó xi măng không không Tú? Dạ không, nói em nói làm gì, tự nhiên. Chút, hỏi đi chứ. Không hỏi gì nữa hết. Bây giờ nè, nghe Jin Tuấn Kiệt hỏi một câu thông minh nè, xin mời. Cho Jin hỏi nha. Khi mà bạn chơi cái môn này á, bạn có bao giờ nghĩ đến ba mẹ mình không? Dạ, mà lỡ mình bị thương gì đó, ba mẹ sẽ rất là buồn chị. Kính thưa các bạn thân mến, đã nói về chơi thể thao thì luôn có những cái gọi là chấn thương. Khi nào không chơi thể thao, suốt ngày cắm đầu trong phòng rồi sinh ra tự kỷ thì ba mẹ mới buồn. Còn chơi thể thao trầy trụa vì lý do là chơi thể thao rèn luyện sức khỏe thì ba mẹ tự hào. Trừ khi đam mê quá độ. Với một điều nữa là khi tham gia game show mà chơi thiếu hiểu biết dẫn đến ăn bột nhiều thì ba mẹ mới buồn. Chứ là những chuyện chơi thể thao rèn luyện sức khỏe chị thương em quá Trúc ơi. Em bị ăn có một dĩa bột mà em bị ngàn lời miệt thị. Tại vì sao? Tại vì em ham mê 5 triệu. Mời tất cả đúng vậy. Ủa nhanh vậy? Mời nam chàng trai lực lượng vào vị trí. Trời ơi, chàng trai lực lượng. 5 giây còn lại. 5 4 3 2 Em nhất định em không quay lại. Cảm ơn em. Đằng sau quay. Hả? Em nói em làm ngược lại chị, em quay lại đi. Em thấy thương chị, em muốn đồng cảm với chị. Hôm nay chị có trò chơi mới nè. Duy ơi Duy, tại sao quay lại vậy Duy?
tại vì em cảm giác cái giọng của bạn này rất là chân thật, và cái kiểu những bạn mà cũng chơi skateboard em từng quen thì đường giọng nó trả lời nó đường phố mình đúng không? Dạ không, tức là thường là mọi người nghĩ là những bạn này sẽ rất là hầm hố các kiểu như vậy, nhưng mà thực ra là họ rất là kiểu điềm tĩnh à. Cái kiểu nói chuyện sẽ rất là giống cái bạn này, nên là em nghĩ là đây là người chơi có thể nhảy qua được năm trái bóng à. Và bây giờ nhìn lại thì ok không? Hy vọng mà con tính là từ đây tới cuối chương trình con có quay lại không? Mà con giảm phấn đủ ha. nhưng mà cái mà không tin ở bạn á, tại vì cái bài đầu tiên mà khi mình là chơi với skateboard là mình không có phải ngồi, tại vì mình ngồi là mình thăng bằng sẵn rồi, cần gì phải ấy, nên là mình đứng lên và mình nhấp từng bước, rất là cách con học đầu tiên trong skateboard. Sao quay lại vậy? Là bây giờ tôi đổi chiến thuật rồi. Là giờ là không. Bây giờ vậy nè, để thuận tiện cho việc ghi hình và thuận tiện cho ánh mắt nhìn của Thanh Tú và Khánh Ngọc, chúng ta dời sân khấu về bên đây. Để lát ai có diễn bên đây luôn chứ không có quay lại đâu mà. Không, có nghĩa là bây giờ mình chơi chiến thuật là tạm thời là không quay lại, nhưng mà có cái nào mà đáng tin lắm mới quay lại. Rồi. Chị ở đây không có gì đáng tin hết trơn á. Rồi sao mình không quay lại vậy? Đã nói là không tin ai nữa hết trơn á. Rồi, trời ơi, sao quạo với chương trình vậy? Quạo với anh á. Nè, anh nói lại cho anh quạo anh. Anh chọc em hoài á. Sao quay lại? Em thấy thương chị chú, em đồng cảm với chị. Thương không? Dạ, thương lắm, em thấy chị đó chị gãi hoài kìa. Như vậy mình Thanh Duy quay lại, nếu Thanh Duy đúng, 5 điều đồng thuộc về Thanh Duy. Mời các bạn tiến vào vị trí Thanh Duy, 5 người như 1. Biết em là ai? Chào tất cả mọi người, em tên là Châu Đức Thành. Em tên là Châu Đức Thành, hiện tại đang là diễn viên tự do. Diễn viên tự do. Em nói là em ở hàng đắt lắm mà nhất là một mình nói nè. Là vừa. Rồi có thằng lặng giọng nữa kìa. Sao có thằng lặng ở đây nữa? Kẹp lại. Vâng, tài năng lần này của chúng tôi sẽ là cao thủ với cú đá thần sầu. Wow. Làm bể 20 cái niêu trong vòng 30 giây. Cái niêu. Xin mời. Hiện tại trên sân khấu là một cao thủ của chúng ta. Thế thì việc cậu này đá bể hết trong vòng bao nhiêu giây hay đi? Trong vòng 30 giây mà thôi. Thì có được hay không? Nhưng anh Giang ơi, lần này là vòng thứ tư, có nghĩa là vòng mạch nạ, cho nên các người chơi có thể xoay lại. Được quá hả? Mới. Sao nhỏ to dữ vậy? Ủa? Chà-chan, các bạn có thể cô bác không? Trời đất ơi, mừng hú hồn. Nhìn vậy chắc đẹp trai lắm ha. Bây giờ anh có thể giới thiệu được không? Tôi tên là Ngô Thanh Sang. Tôi là người có thể đá 20 cái niêu trong vòng 30 giây. Hãy nhớ nha, mỗi người chỉ hỏi được đúng một câu hỏi mà thôi. Chỉ được một câu mà thôi. Thân đồng tin một, Thanh Duy hỏi đi nào. Thế bây giờ hãy hỏi trước nha. Bạn đã học taekwondo bao lâu rồi? 10 năm rồi ạ. Bây giờ hiện tại là bạn bao nhiêu tuổi rồi? 25 tuổi. 25 tuổi mà là 10 năm, có nghĩa 15 tuổi đã tập taekwondo hợp lý. Ủa vậy luôn á hả? Nhờ nó trừ ra mới biết á. Em ơi, lần đầu tiên em đá được trong 30 giây khoảng mấy cái? 15 cái ạ. 15 cái rồi khoảng bao nhiêu ngày nữa rồi em lên thêm? Trúc ơi, mình nghệ sĩ đó. À, một cái. Mình bớt cái gian rồi. Cho xin hỏi là đây đen của bạn mấy đẳng rồi? Dạ em 8 đẳng ạ. Ngọc ơi, hỏi gì đi? Không cần hỏi luôn. Ồ. Nè, nghe cháu nó mới lớn nó hỏi nè, Tú. Dạ. Hỏi gì đi con? Thường thường nếu mà anh đá như vậy á thì có bao giờ mà mình không đủ 30 giây hay là kiểu bị lố không? Dạ chưa ạ. Wow. Tức là khi làm một cái kỷ lục trên một cái game như thế này luôn lấy cái giá trị nó hơn một tí cho nó an toàn. Cho phép gì được hỏi bạn là yeah.
Thôi đi. Để đá được một động tác chuẩn xác thì cái góc đá bao nhiêu độ? 45 độ. 45 độ là lên độ. Lên nữa, lên nữa. Lên là lên đây nữa. Lên. Lên. Trời trời, khoan, 45 độ từ góc nào? 45 là. 45 là. Dạ phải không? Cái đó là 90 rồi chị. Không, 90 là vậy nè, ngang vậy là 90. Đúng rồi. Đúng không? Thì 45 là một nửa. Lên đây là nè. 45 là một nửa. Thì nè, phải lên đây chứ. Tức là 45 á, 45 là đo từ cái chân này với thắt lưng đúng không? Dạ đúng rồi. À. Là cái chân này với thắt lưng là đo. Sao? Chứ phải là đo với lại mặt đất. Hiểu không? Ta không. Thì đó, thấy chưa, em nói đúng đúng không? Nhưng mà em không giải thích được là đo từ đâu. Sao chị Trúc? 45 độ là sao chị Trúc? Các bạn, sao nãy giờ không ai có yêu cầu nhìn cặp giò? Oh. À, được yêu cầu nhìn hả? Săn chắc á. Đừng kéo nữa. Ủa, lên nữa đi anh, lên tí nữa đi anh. Coi những dấu chai sạn. Anh Giang ơi, anh Giang, cái này có cho dựng diễn thử không? Mời các bạn xem diễn thử. Trời đất ơi, được coi diễn thử luôn. Diễn thử luôn. Ôi, kiểm tra chút đi. Ôi. Đau đó. Thôi giờ Trúc ơi, đàn ông mà sương gió cuộc đời này nhầm nhò gì với cái mấy tấm dáng này. Đồ thiệt đó. Này đồ thiệt, cái này đồ thiệt nha. Wow. Hai tay. Từ ra vô mặt anh nha em. Ê, ghê quá ơi. Một. Trời ơi. Hey. Thấy là cái mặt ảnh là đá. Ngoài hỏi nè. Ngoài mắt hỏi nè, ngoài hỏi nè. Một hồi là em đá 20 cái niêu này bằng chân không luôn. Em có quyền. Dạ. Dạ. Hết. Ok. Trời ơi anh Giang ơi. Mình đang không biết là bạn sẽ đá từng cái hay là bạn sẽ làm một cái phát một cái là một cái dạng này hết luôn. Thôi mà đi. Nãy giờ em giữ bị sát cái sau khi mà dính là lá anh đá cái tấm ván đó xong rồi chân ảnh hơi giật nhẹ. Là cũng hơi đau á. Tức không đau. Dạ, hơi đau á. Để đá mấy cái này là chuyện rất bình thường. Vì Harry cũng đã từng học taekwondo mà. Mời. Mời Harry. Người ta là đá bằng chân, Harry là đập bằng đầu. Bỏ đi. Rồi, mời tất cả quay lưng. Và mời năm chàng trai lực lượng vào vị trí. Thưa các bạn nghệ sĩ thân mến, để biết được võ thuật đạt đến đỉnh điểm như thế nào thì chúng ta phải kiên nhẫn học tập đó. Vì sao? Trong cuộc đời này. Trời ơi. Trong cuộc đời này có những điều chúng ta nghĩ là bình thường nhưng cực kỳ khó, nếu phân tích sâu. Nhưng có gì chúng ta thấy sao khó quá. Nhưng mà đối với võ thuật không gì là không thể. Giang nói. Em nghi ngờ 11 Nhã Phương sẽ là nạn nhân tiếp theo của bạo hành gia đình. Em nên nhớ dạo này. Sao? Anh là người bị Tất cả chuẩn bị. 5 giây còn lại. 5 4 3 2 1. Bắc ngang đang di chuyển. Tài năng lần này có thật hay không? Là sao? Quay. Không ai quay lại hết. Xin cảm ơn các bạn. Và trước khi đến với kết quả, chúng ta cùng giải lao trong một vài phút. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Điều Bất Ngờ. Tại sao
Không ai quay lại. Tú, tại sao vậy con? Dạ má nói cái gì không tin tưởng được thôi, đừng quay lại. Duy sao vậy? Em không quay lại bởi vì em kia để ý là cũng vậy toàn ten. Mà để đá vỡ một cái như vậy thì nó cái đó phải được cố định. Không, người ta đá đá lực để bẻ cái này là gì, phải đá để cho nó đông đưa. Không, ý nhưng mà em không tin. Không tin thì thôi. Dạ. Chị Ngọc, tại sao không quay lại? Tại vì lúc mà diễn đá dáng rồi để tạo cho mọi người cái chuyện là tin vào chuyện đó. Bởi vậy cho nên chị không tin. Đúng. Why? Y như Duy nói vậy đó. Hồ. Duy nói sao vậy? Trời ơi sao vậy? Sao tin Duy quá vậy? Thôi bây giờ mời 5 người lực lượng vô. Và như vậy nếu bây giờ tài năng của chúng tôi là thật, có nghĩa là 5 triệu đồng ở lại với chương trình. Các bạn đã đi sai chiến thuật. 5 triệu đồng chia đều, mỗi người mang về 1 triệu, xin chúc mừng. Mình đang kết chiến. Không ơn. Em cảm ơn. Tại sao được xa lánh anh hết? Hôm nay đây là đi anh. Không được nhìn chị ai không. Rồi bạn là ai? Em tên là Ngô Thanh Sang. Hiện tại là em dạy guitar. Trời ơi, con gì em nhỏ vậy? Em không phải là người đá 20 cái nêu trong vòng 30 giây. Nhưng mà em có học võ. Đúng dạ không? Đúng rồi, em là vận động viên taekwondo. Thấy chưa? Rồi, cảm ơn bạn nha. Cảm ơn đã đến với chương trình. Về nhà quýnh guitar tiếp nào. Sẽ là dòng đối đầu. Tài năng của chúng tôi lần này sẽ là bậc thầy cắt tóc bằng kiếm nhật siêu ngầu. Xin mời. Giống đi thi đấu hơn là cắt tóc. Hay, có chưa gì hay hết á. Cũng bị làm rồi mày ơi. Ok. Dạ. Dạ. Bị làm nó mới hay. Duyên. Samurai sao bự như vậy? Một lòng thuốc giảm cân thành samurai thôi. Tôi là người cắt tóc bằng kiếm nhật. Tôi mới là người cắt tóc bằng kiếm nhật. Lâu giờ mình coi hai ông này là ông nào là cắt tóc bằng kiếm nhật thiệt. Mời đứng quay mặt về phía người chơi. Vậy kiểu gì mình cũng bị ăn một à. Chào em. Ohayo gozaimasu. Hajime machite. Tani yoroshiku onegaishimasu. Arigato, arigato. Kamukato. Gigi, biết cắt tóc bằng kim nhật em không biết cắt vậy? Biết cắt phải là chuyên nghiệp và tạo mẫu chứ em bắt tào lao sao được? Thì đâu có nói chữ tạo mẫu hay gì đâu. Em đọc lại giùm anh coi. Bậc thầy cắt tóc bằng kim nhật siêu ngầu. Siêu ngầu là siêu cắt ngầu nó là... đẹp mà nó ngầu. Không phải là siêu đẹp. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Các bạn biết rồi, tinh bột mình gặp nước thì như thế nào cũng nở hoa. Trời ơi, anh giác diện luôn có ác mà anh gian ác. Cảm thấy thù lắm. Rồi, bây giờ chúng ta đặt câu hỏi cho vị trí số 1 hoặc vị trí số 2. Số 2 đi, tại sao anh không cắt bằng kéo thường mà anh sẽ phải đúng cắt rồi, kiếm số 2 đi. Tôi là số 2. Trời ơi. Không coi số. Giờ mà thay số. Giờ mà thay số. À, tại vì đó là một cái đam mê, là một cái tinh thần thượng võ. Muốn quyết định cắt bằng kiếm nhật để trải nghiệm bản thân mình. À, tập hồi không thành samurai mà thành sumurai thì nó cũng rất rai là được rồi. Dạ. Thành sumo chứ không có chữ rai đâu. Em hỏi anh số 2 là anh học cái này ở bên Nhật hả anh? Thật sự ra là học ở trên phim ảnh là nhiều chứ chưa ai dạy cái bộ môn này cả. Dạ. Phim ảnh. Nếu cắt tóc tạo hình bằng kiếm nhật thì có nghĩa là anh đã là thợ cắt tóc rồi đúng không? Thành thợ cắt tóc rồi. Dạ. Đúng không? Ông số 1. Ông số 1. Ồ. Yeah. Cái này nhức sao? Hai anh nhức đầu quá. Hai anh nhưng mà em không biết nha, hai anh rất là dễ thương. Hai ông này chắc ở chung mà nhà thân. Mà kiểu là mấy ông cắt tóc luôn. Em hỏi hai luôn á, là thường mấy anh cắt tóc bằng kiếm á, thì mấy anh dùng hai tay hay là một tay? Khi mà mình đã thành thục và mình điêu luyện rồi thì hai tay chơi được hết. Wow. Đây cũng hai tay hai kiếm nhưng mà đôi lúc bị đứt tay. Ông này rất nặng luôn. Em hỏi là mỗi lần vậy là anh chỉ tiếp được một khách thôi đúng không? Chứ... đúng không? Em phải hỏi là em anh chỉ cắt được một cái bộ tóc hay không? Chỉ cắt được một khách tiếp được một khách là sao? Ủa anh số 1 cái tóc của anh là anh tự anh cắt bằng kiếm luôn á. Đôi lúc cũng lấy ra múa. Ra vậy liên luôn. Liên tập cho đồng mình luôn.
Tôi không tin. À, tôi không biết tin vào đâu. Anh số 1 chắc là có làm tóc đó. Nhưng mà ông số 2 cũng có vẻ có làm tóc luôn. Nói chung là hai ông này làm tóc hết. Nhưng mà có một ông xài kiếm thôi. Khi mà họ người samurai mà rút kiếm ra thì cái động tác đó như thế nào ạ? Ủa, dính dáng gì? Tại vì mấy ảnh chỉ là dùng kiếm Nhật để tạo mẫu tóc cho nó lạ nhưng thôi. Nhưng mà hai ông này, ông phong cách Nhật thì ông muốn gây ấn tượng với khách hàng của ông thì ông phải kiểu vậy chứ, chứ gì đang. Rồi còn câu hỏi nào nữa không ạ? Bình thường là cái kiếm mà để mà anh tạo mẫu tóc á, mấy anh tự mài hay là đem ra chợ mài? Tự mài hay đem ra chợ mài? Hay hay hay. Tuấn Kiện hỏi ai không? Em hỏi anh số 2. Thông thường thì cắt bằng kiếm Nhật thì mỗi lần cắt xong thì buộc chúng ta phải tự mài lại bằng cái đá riêng của nó. Rồi bây giờ hỏi nè. Mình là khi mình hất tóc mình có nói chuyện nhiều với khách không? La hét gì không? Dạ có chứ, mình phải làm hey, hey. Hèn gì khang tiếng quá. Dạ đúng rồi ạ, dạ. Em hỏi anh số 1 nha. Mỗi lần cắt một cái đầu tóc là khoảng bao nhiêu lâu nếu mà dùng cây kiếm đó? Thông thường thì tóc dài mình sẽ cắt nó lẹ hơn là tóc ngắn. Thì tóc dài thì mình múa phải trong vòng khoảng chừng 2 đến 3 phút là ngắn hơn tóc. Múa, mà... múa luôn á. Bây giờ để các bạn có thêm cơ sở để lựa chọn, mời diễn thử. Diễn thử được kìa. À, được. Và diễn thử tôi sẽ mời đến đây người mẫu với mái tóc dài thước tha để cho họ múa kiếm. Xin mời. Dạ, năm bạn muốn ai cắt tóc trước? Anh số 1 cắt trước đi ạ. À. Ok. À, cắt nhẹ tay thôi à. Anh ơi. Phong cách Nhật vậy. Mấy mốt mình hất tóc mình mặc bộ đồ khác nha. Hơi dướng. Ngại á. Ngại thì không sao đâu em. Thôi. Nè không có diễn không vậy trời. Ngại thì không sao đâu cưng. Ladies and gentlemen. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời. Chúng ta dẫn đến đây cô bé. Bé tên là Nguyễn Thị Liễu. Sinh năm 1994. Rồi tới ông số 2. Khi anh có cái ý đồ anh cắt cái kiểu đẹp lắm á, em tin như vậy á. Thì đó, thì giờ mình coi chứ không. Bây giờ là cái cách mà anh múa cái kéo lên à. Đó, ông dạ. Anh nào cũng múa hay trời vậy. Trời ông nào cũng múa hết rồi làm sao. Lẽ ra ban đầu á chúng tôi mời cái người ngồi đây để hất tóc á, không phải là bé này. Nhưng mà tại vì cái người chúng tôi mời trước là bị kẹt. Là anh Hoàng sao anh kẹt nên mới mời. Anh kẹt gì anh? Đi nối tóc hả? Ảnh kẹt đi gội đầu. Rồi, chúng tôi để cho người ta hớt không phải là để cho vui đâu, có lý do hết. Mời đứng dậy. Các bạn có 3 giây để lựa chọn. 3, 2, 1. Số 2, số 1, số 2, số 1, số 2. Chị có thanh tú là chọn số 1, còn 40 còn lại là đều chọn số 2. Chết chung. Tú ơi, tại sao lại chọn số 1? Lý do gì? Tại tóc anh đẹp quá anh em chọn. Rồi, còn là mình chết chung. Tại sao chọn số 2? Thứ nhất là cái ông tóc đẹp á, ông muốn cho người ta thấy được là người ông là mê nhờ, hãy chọn ông đi, ông là samurai. Nên là anh như nghĩ ông đang xạo. Anh thứ hai cũng là người thợ chất tóc chuyên nghiệp, trong cái cách mà anh múa mai quay kéo bằng tay rất đẹp. Nhưng mà cũng đừng có để bị cái kéo đánh lừa là quay quay vậy là chỉ là... Thì đó là thủ thuật, nhưng mà vì thủ thuật dùng tay của ảnh như vậy có nghĩa là dùng kiếm cũng sẽ tốt. Nói chung là linh cảm có thể là bốn. Cảm thấy đúng sai mà. Ủa thế chị Ngọc cũng là do linh cảm. Tự nhiên thấy anh số 2 á, ảnh nói chuyện tung ta tung tẩy giống như là tung quả mù mình vậy đó. Nhưng mà cái cách ảnh quay kéo thì em nghĩ là kéo là tung cách quay mù kéo luôn là chị. Cái cách múa kiếm tốt. Em nghĩ là cái người mà sơ xài là anh số 1. Ảnh cố gắng làm cho bạn này bị giật nè. Nhiều khi ảnh cố tình chương trình vậy vậy. Nhiều khi ảnh cố tình ảnh làm như vậy thì sao? Đừng hoang mang. Các bạn nhìn đi, hai người đều là tạo mẫu tóc nhưng ai dùng kiếm. Đúng rồi đó. Mời năm chàng trai lực lượng. Rồi xong rồi đó. Rồi. Nào, các anh chị em, chúng ta được bán trên tay cái này là cái gì? Cái bạn. Vũ khí, ai nhào vô là mình xử. Má em dặn không được quýnh người nên ví dụ này em đỡ thôi. Trong trường hợp một mình Thanh Tú chiến thắng thì 5 triệu đồng thuộc về con. Và cái nhìn đầy khinh bỉ những người xung quanh. Trong trường hợp con thua thì con bị điều đó ngược lại. Tức là người ta lấy 5 triệu đồng và nhìn lại con khinh bỉ. Ba vị trí mà chúng tôi sắp đặt: nhà tạo mẫu, điêu luyện, siêu ngầu, dùng kiếm Nhật, hất tóc.
là vị trí số 1. Là sao vậy? Là sao? Nhắn cổ đi ra. Là vậy nè. Cũng có thể là số 2. Vị trí ở phần chiến dịch nằm ở số 7, đó là số 2. Như vậy là bốn người chọn số 2, mỗi người sẽ nhận được 1.250.000 đồng. Xin chúc mừng. Rồi, mời bạn sẽ vẫn hiện bạn Lai. Mình tên là Nguyễn Lộc, salon mình 273 Phạm Đồng, phường 1, quận Gò Vấp. Còn cái đầu đó là đúng. Mình là nhà tạo màu tóc. Tôi không phải là người cắt tóc bằng kiếm nhật. Ông số 2, ông hút mỡ ở đâu? Là Samurai Hưng đến từ Đà Nẵng. Và Hưng là kỷ lục gia, kỷ lục Guinness Việt Nam cắt tóc bằng 11 cái kéo và 2 kiếm nhật. Và cái người đoán sai sẽ là người ngồi ở đây để người ta hút bằng kiếm nhật. Rồi, biểu diễn, xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ ngay bây giờ đây chúng ta đang thấy trên sân khấu là một màn trình diễn. Cô ấy liệu có giữ được cái đầu của mình sau phần thi này hay không? Mời mọi người hãy cùng chờ đón trong ít phút nữa. Hay quá. Tóc thiệt mà phải không? Tóc thiệt. Tóc thiệt. Tóc thiệt á anh. Sao không nói cho mà đỡ? Anh nghĩ là bé này cũng đang muốn đổi phong bé cách của mình. Nên mới... Okay. Nhưng mà thấy mặt bé căng thẳng quá. Căng thẳng gì cái kiến. Đáng lẽ bé không rớt tóc, nhưng vì một cú sốc tình yêu người ta đã phụ bạc bé nên bé quyết định thay đổi. Người đó là ai? Nghiêm Tuấn Kiệt. Ủa, em không biết gì hết nha. Cùng trường mà nhỏ mới vô trường, em đi ra trường. Em ra lâu rồi thì bởi vậy buồn quá. Lặn bên thôi. Ủa, quanh dài hơn kìa. Mê kỳ kiếm này cũng bắt bén à. Mê kỳ kiếm nhật bén lắm anh. Cái cảm giác của bé đó sẽ như thế nào hả? Hạnh đẹp phúc lắm bé ơi. Không, nhưng mà bắt đầu đều, tóc bắt đầu đều và nó gọn gàng, nó bắt đầu đẹp hơn rồi đó. Nó rìa vô shape rồi đó. Ôi, hai cây rồi kìa. Hai tay hai kiếm. Ừ, nghiệp quen trong giới là vậy. Dễ bị phụ tình. Thỉa xa le, thỉa xa le. Đẹp rồi đó, bắt đầu đã đẹp rồi kìa. Bé nó nhắm mắt lũ không dám nhìn đời luôn. Cắt ly vô đàng hoàng đó. Trời ơi, ổng còn muốn quá. Đẹp quá anh ơi. Vỗ tay. Đẹp quá. Rất là đẹp luôn. Quá đẹp. Bây giờ hỏi là em tên là gì? Dạ em tên là Trinh ạ. Rồi có hài lòng với mái tóc này không? Dạ có ạ. Rất hài lòng ạ. Bây giờ cắt thôi, em chưa được coi gương mà xem hài lòng. Em cảm nhận được thì em tin tưởng anh Hưng. Rồi, cảm ơn Hưng cũng như cảm ơn em Trinh ngày hôm nay đến đây tham gia chương trình. Tú ơi, mình đã lấy xe về sớm đi con. Chứ con ngồi quay mặt đi trong kêu hoài thì chơi làm gì nữa. Vỗ tay cho Trinh và Hưng. Cảm ơn. Cảm
Và bây giờ sẽ là vòng cuối cùng trước khi tài năng xuất hiện. Chúng ta sẽ tổng kết số tiền, sau đó mới biết bao nhiêu rồi đặt cược ở vòng cuối. Dạ. Đầu tiên thì ghi tốt kiệt là 7.250.000 đồng. Wow. Ôi, được nhiều nhở. Thanh Duy 6 triệu. Chị Khánh Ngọc là 4.750.000 đồng. Ăn bền. Tôi nhất luôn. Thanh Dung và Thanh Tú mỗi người 3.500.000 đồng. Cái game này đều tiền. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt cược bằng cách cầm thiên thần hộ mệnh trên tay. Và một mệnh giá duy nhất đặt cược là 50% số tiền mình đang có. Hãy nghe tài năng là gì, sau đó muốn đặt cược hay không thì tùy. Tài năng lần này của chúng tôi sẽ là màn trình diễn điệu van cổ điển mê hồn. Nhảy đồng đó. Ai đặt cược? Em đặt cược, chơi luôn, chơi một vui người. Mà ok, Thanh Nhi chơi. Harry, em tin tưởng Harry nha. Thiên thần. Nói chung là nãy cũng định đặt cược, nhưng mà thấy cái hình xui quá là chốc vô. Gia đình nên có điều kiện mà, nên chắc em đặt chơi cho vui. Đúng, đặt chơi cho vui, wow. Hai người đàn ông có nhiều tiền nhất lại đặt cược. Biết sao, với lại có hình của em nữa, mà mặt em giống thiên thần. Còn ai sao mà dám đặt. Ai đặt nữa? Tú đặt không con? Đặt đi. Harry đi đặt. Vui mà. Đặt đi. Harry Quang thì đặt. Chị có đặt cho vui. Trời ơi, đây nè, Trường Giang sao đặt. Đặt đi cho vui. Ôi, chứ tôi gì nữa. Cho chú Giang. Những người đem tôi ra làm trò đùa, tương lai không tốt đẹp. Em nghĩ là chị nên đặt đi. Tại vì được ăn cả ngã về không mà. Vì lỡ chị đặt cái chị được thêm thì sao. Rồi, cuối cùng, Kim Tuấn Kiệt, Thánh Duy và... Đúng rồi, Thánh Tú. Đúng rồi. Ba người đặt cược, những người không đặt cược là những người sai lầm. Biết sao ông già rồi. Xin mời tài năng của chúng tôi là màn trình diễn điệu van cổ điển mê hồn. Xin mời. Xin chào quý cô xinh đẹp. Chẳng hay đêm nay tôi có thể mời quý cô một bài van được không? Chào em. Chẳng hay không biết em ăn cơm chưa? Gì mà vô duyên vậy trời. Anh còn câu nào tinh tế hơn không anh? À, vậy không biết cái hệ tiêu hóa của em đã hấp thụ chất dinh dưỡng của cơm chưa? Câu này khoa học, em thích nè. Dạ, em tiêu hóa rồi anh. Vậy hãy cùng anh nhảy một điệu van nha. Chơi luôn. Nào, đêm dạ vũ bắt đầu. Đó, họ đã xuất hiện và giới thiệu. Các bạn muốn hỏi gì thì hỏi đi, từ số 1 đến số 4. Cho Duy hỏi bạn số 1, điệu van sẽ là nhịp gì? Điệu van là nhịp 3-4 ạ. Thường những bài nào sẽ là điệu van? Một dòng sông xanh chẳng hạn. Bạn đã hát như thế nào bạn? Một dòng xanh xanh. Nhớ khúc đầu thôi ạ. 3-4 là chắc ai đó sẽ về. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Cho em hỏi chị số 3 ạ. Mình đã chơi trong bộ môn này bao lâu rồi ạ? 10 năm rồi ạ. Cho em hỏi anh số 4 là bình thường anh nhảy như vậy á, thì anh mặc quần ống loe hay là quần ống ôm? Mặc quần dài. Rồi. Nói chung là có mặc quần. Có mặc quần. Cho Duy hỏi chị số 3 là những cái trang phục khi mà biểu diễn nhảy điệu Vance thường là trang phục như thế nào? Thường là những bộ đầm dài ạ. Nó phải thước tha chút xíu. Mình hỏi bạn số 1 là ngoài điệu van ra thì bạn có học thêm nhiều điệu khác nữa hay không? Em được học rất là nhiều điệu ạ. Ví dụ như là điệu rumba, cha cha, tango. Rumba, cha cha cha. Với một cái điệu nào nữa giống rumba, cha cha cha? Dạ chỉ có hai điệu đó giống nhau. Có một điệu nữa giống nhau nữa. Bolero. Gần giống. Gần giống. Reverse. Đúng không? Không đúng thì phản biện liền. Thôi. Nó hơi giống giống thôi. Ơi, vì chị nói là hơi giống mà. Nhưng mà mình chưa biết là chọn ai. Tại vì câu hỏi chưa, chưa có. Chưa, đúng rồi, chưa. Chúng ta đi tìm người giả trong nhóm thật. Wow. Có nghĩa là ở đây sẽ có một người không biết nhảy. Vàng
biết luôn rồi. Cho Duy hỏi bạn số 4 là bình thường điệu van như vậy á, sẽ biểu diễn hai người hay nhiều người? Tùy à, mình có thể nhảy hai người hoặc mình thể nhảy theo nhóm. Nhảy theo nhóm? Theo nhóm hả? Theo tôi biết không ai nhảy một người hết trơn. Nhảy theo nhóm là như thế nào ạ? Nhảy nhóm là có thể đổi đôi với nhau. Cho Duy hỏi bạn số 1 là bình thường một cái sàn nhảy tiêu chuẩn thi đấu dài bao nhiêu mét vuông? Chuyên môn rồi, người, đúng rồi. Người làm nhảy như thế nào sẽ biết? Dạ, theo em được biết thì chiều rộng là 12m và chiều dài là khoảng 20m ạ. Nó bằng như thế này không? Dạ, chắc cũng là cỡ này ạ. Thuộc bài quá vậy. Tôi chắc đúng mà chị. Harry hỏi số 2, bình thường là cái điệu van thì mình nhảy lúc nào? Thường là em nhảy trong đám cưới hoặc là những cái buổi mà party á. Thật ra tôi thấy về âm nhạc muốn nhảy lúc nào nhảy, thích thì nhảy thôi. Ai hỏi gì nữa? Hỏi hồn, căng quá vậy trời. Đâu hỏi gì con? Con không có rành về nhảy nên là không biết hỏi gì, thì chỉ có theo trực giác thôi. Lại linh cảm. Bạn số 4 là cái vai trò của cái người nam ở trong cái điệu Vans này á, ngoài việc là nâng đỡ bạn nữ. À, ngoài việc là nâng đỡ bạn nữ thì còn te đỡ bạn nữ nữa. Te đó. Te đó. Gì nè? Té sắc té đó à. Hơi lời bụng xíu. Quan sát nãy giờ là em thấy tất cả bốn người này đều biết nhảy hết. Đúng rồi. Mà nãy em quan sát để em thấy có một người cái thế te mà thế lúc mới vô chào á là bị quay đúng chắc chuẩn á. Nhiều khi chương trình cũng bài. Mời tất cả đứng dậy. Tôi đã có con số của riêng mình. Các bạn thử biết như thế nào. Thật mà giả nhưng mà giả mà thật. Hãy chọn con số của mình. 3 2 1. Đi tìm người giả trong nhóm thật. Bắt đầu. Và con số cùng là con số đâu? Số 4. Duy. 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 Nhanh đi anh. Duy. Người khác chú được không? Xin thức kiệt. Number 1. Tập trung number 1. Hả? Chết em ơi. Chị Duy rồi. Chị em rồi. Đúng rồi. Thôi em làm Duy. Number 4. 3 người số 4 và 2 người số 1. Tách nhau rồi đó. Trời ơi, vô phán quá vậy. Ủa, như vậy là vậy? Chỉ có 2 lựa chọn trong 4 lựa chọn này mà thôi. Em đoán nha, tại vì em nãy lúc mà bạn bước ra, thứ nhất là bạn số 3 mang giày nhảy luôn. Đúng rồi, dạ, đúng rồi, em cũng để ý là... Không có, không phải thì thôi. Ok. Sáng gì lạ vậy? Vậy thì 4 người đều cùng mang giày nhảy. Thật ra thì giữa số 1, số 4 em chọn số 1 là giả là vì sao? Vì khi người học nhảy lúc nào người ta cũng đứng như vậy nha. Không ai đứng như vậy là 3 người số 4 và 2 người số 1. Nếu bây giờ mà rơi vào số 2 và số 3 là tất cả đi bụi. Yeah. Luôn. Và đặc biệt các bạn, những người đặt cược sẽ mất 50% số tiền đang có và 10 triệu đồng ở vòng này sẽ ở lại với chương trình. Có ăn bột. Và chắc chắn tất cả đều sẽ ăn bột. Wow. Mời 5 chàng trai lực lưỡng của chương trình ra thi hành nhiệm vụ. Up bột. Nào các anh chị em, bây giờ chúng ta trên tay đã có tới 5 vũ khí lận các anh chị em à. Hãy dùng vậy. Bây giờ hỏi là Jin Tuấn Kiệt tại sao lại chọn số 1? Dạ, giống như em có phân tích là tại vì lúc mà mới ra chào á, là bạn số 1 lúc mà đỡ cho bạn số 2 vô thế á, thì nó hơi bị lộng cộng. Là hơi lộng cộng. Dạ. Sao không nghĩ rằng là do bạn số 2 lộng cộng nên bạn số 1 bị lộng cộng? Thường nhảy á, là mà nam là luôn luôn nhiều nữ, là người chủ động dắt nữ đi, nữ đi theo thôi. Khi mà bạn nữ lỡ có bị gì mà bạn nam là người... Tại vì bạn số 2 không biết nhảy van. Nhưng mà không sao, cái người kia được đỡ thì là cái người đỡ lúc nào cũng sẽ phải dẫn dắt được hết. Cái gì mà dữ vậy? Thì tự nhiên em cảm giác em tự tin là em trả lời được. Ghê quá. Chúng ta bắt đầu đi tìm ẩn số. Em số 1 quá. Và số 4 là hai lựa chọn mà các bạn đã lựa chọn. Còn lại số 2 và số 3 không hề có trong lựa chọn. Bây giờ chúng ta bắt đầu chọn hai màu này để mở ra trước. Thì các bạn thích màu nào? Em thích màu đỏ. Mời màu đỏ. Bạn hãy cho biết bạn là ai? Dạ, em là Vũ Công nhảy điệu van ạ. Yeah. Yeah. Còn sống sót, còn sống sót. Tiếp tục màu nu đi anh. Bây giờ anh hỏi tới đâu trả lời tới đó. Em tên là gì? Em là Mai Hà Thanh Bình. Mai Hà Thanh Bình, cái tên rất hay. Ngày mai thôi chứ hôm nay còn hôm nay thchúng tôi như thế nào vẫn chưa biết. À. Giờ có Thanh Duy thôi. Có Thanh, dạ, Thanh Duy Trúc. Thanh Trúc thôi. Thanh Tú. Thanh Tú nữa. Nhưng mà tụi em sẽ thanh thản. Bây giờ anh hỏi em có phải là dancer không? Dạ em không phải là dancer. Em không phải là dancer. Chưa. Dancer là khác. Từ từ. Tao tiền quá. Em đã từng thấy người ta nhảy van chưa? Dạ em thấy rồi. À. Em thấy chưa? Dạ em rất là thích. Em rất là thích. À.
Thế thì chúng ta tiếp tục đi tìm. Bạn có thích điệu van không? Dạ, hơi. Trời ơi, ca thì trướng à. Chúc mừng nha. Ai chọn số 1 chơi lên nào? Dạ, em. Thế thì mình thấy người ta nhảy van nhiều chưa? Dạ, cũng thấy nhiều ạ. Mình tên là gì? Dạ, em tên là Hà Vĩnh Phúc ạ. Hà Vĩnh Phúc. Mà mình đang là dancer. Dạ vâng, em là dancer. Thế thì mình nhảy chính là điệu gì? Em nhảy các bộ điệu Latin. Các bộ điệu Latin, trong đó có điệu cha-cha-cha, rumba. Van có không? Không. Van không nằm trong Latin à. Vậy thì em có phải là người nhảy van chuyên nghiệp mà hấp dẫn người xem không? Trời ơi, mang. Ủa là sao? Quen mang gì anh? Hãy trả lời thật lòng. Em là vũ công nhảy điệu van. Thế thì hồi nãy mình chọn số 1 là tìm người giả. Ồ, cái này em cầm lộn bản thì phải á trời. Thế thì các bạn chọn số 1 chưa biết là người giả là không đúng, bởi vì người số 1 cậu đó chính là người nhảy van. Đúng mà rồi. Đâu có mê hồn, nhưng mà đâu có mê hồn đúng mê rồi. Hồn lắm. Giờ mê bột đi rồi, đi rồi. Không giờ theo chị nữa. Hồi nãy em nói em đi ngược chị mình mà. Mình đứng sát như nhau không? Bây giờ chỉ còn lại số 2 và số 4. Ok. Số 2 là vị trí không ai lựa chọn. Giống như thi hoa hậu vậy đó trời. Rồi, bên kia ăn luôn rồi. Còn tất cả ba người còn lại là vị trí số 4. Và bây giờ năm tay nhau thịt chặt. Số 4 thân mến, bạn tên là gì? Tôi tên là Lê Vương Quốc. Lê Vương Quốc. Một đất nước riêng biệt của bạn ấy. Vương Quốc Lê. Bạn thấy người ta nhảy van bao giờ chưa? Tôi thấy rất là nhiều. Nữa mê không? Rất là mê. Bây giờ không nói về van nhé. Bạn biết nhảy điệu gì? À, tất cả các điệu dance sport tôi đều được nhảy được. Người ta gọi bạn là vận động viên hay là dancer? Tôi là vận động viên, là dancer, là vũ công, là trọng tài khiêu vũ thể thao cấp quốc gia. À, ghê quá. Thứ dữ đó. Và tôi hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ Elite Dance. À, ai của hai người này à, chủ nhiệm với bạn này luôn. Thế thì còn gì để nói, mời bạn nói câu cuối cùng. Tôi là vũ công nhảy điệu van chuyên nghiệp. Vô. Như vậy là hai người mất 50%, đó chính là ba người, Nguyễn Tú Kiệt, Thanh Tú, Thanh Duy. Yeah, mất 50% rồi. Và đặc biệt 10 triệu đồng ở vòng này thuộc về ban tổ chức. Rồi bây giờ hỏi bạn số 2, bạn là ai? Em không phải là vận động viên nhảy điệu waltz. Chứ bạn làm cái gì? Em là sinh viên mới ra trường. Sinh viên mới ra trường vô đây chi? Vô đây chi, lừa gạt người ta. Làm tại sao lại đối xử với anh như vậy chứ? Mười mấy triệu rồi hả, ăn tinh bột. Gia đình ta bây giờ đang xấu hổ với hàng xóm xung quanh kìa. Chọn một cái bạn rất là mảnh mai, thanh mảnh, xinh xắn, nhìn vô là bị lừa liền. Bạn số 2 là nãy tại bạn nói là bạn nhảy trong đám cưới. Em tiện em thấy nãy nghe mấy đó xinh quá, em bị tình luôn. Giống như em bỏ bùa tụi anh hay sao á, số 2 á. Ê, này vui quá ha. Vì sao? Vui gì? Vì đơn giản là cái khuôn mặt đẹp được ưu ái. Đẹp là được bỏ qua tất cả. Đẹp được tha thứ. Thôi nói chung là cảm ơn bạn số 2 nha. Lừa tất cả mọi người được như vậy thì cảm thấy rất là hay. Và các bác thân sinh ra các bạn ở đây. Thì các bạn đi chơi sau những ngày làm việc mệt mỏi cũng đi chơi thôi. Chứ không phải là không có kiến thức đâu các bác ơi. Chơi vui là chính mà. Ba mẹ ơi đừng giận tụi con. À hồi nãy á, hồi nãy có một người á, bạn chơi skateboard đó, bạn có nghĩ tới ba mẹ không? Thì bây giờ mình hỏi là tinh bột trắng đầu vậy có nghĩ tới gia đình không? Thôi bây giờ để đền đáp cái sự vụng về của các bạn, cái sự mất tiền của các bạn, thì sẽ xem màn trình diễn điệu van ngay sau đây. Thank you.
dương, cái tiếng nhạc rất là du dương hấp dẫn, mà mình không được coi, mình phải xoay lưng lại với thế gian này. Tiết mục rất là du dương hấp dẫn, rất là nhạc rất là hay mà không được coi. Rất nhẹ nhàng, trữ tình, lãng mạn, sâu lắng lòng người. Vậy mà một nụ cười cay đắng. Năm người chơi của chúng tôi tất cả đều quay lưng lại. Tụi em không biết là tiết mục này có mê hồn thiệt hay không nữa. Rất tiếc, cũng là tiết mục cuối của chương trình mà các bạn lại quay lưng. Ngày hôm nay xin hỏi một câu cuối cùng dành cho năm bạn. Đến đây làm gì vậy? Tụi em tới đây để khoe lưng. Người ta nói tốt khoe xấu che. Lưng tụi em đẹp, tụi em có quyền khoe. Rồi, mời lên nhận thưởng dù nó không nhiều lắm. Bây giờ hai đi công bố số tiền có được không ạ? Dạ. Thành Tú 1.750.000 đồng. Cũng hơi khiêm tốn. Trời, nghèo nhất rồi còn gì nữa. Thanh Duy 3 triệu. Hết. Thanh Trúc nhận được 3.500.000 đồng. Dạ, hơi được 500.000. Tiền mướn áo của bạn 500. Nhận được 3.630.000 đồng. Và chị Ngọc sẽ nhận được 4.750.000 đồng. Và người cao tiền nhất năm nay sẽ được vinh danh. Xin mời vinh danh Khánh Ngọc. Vinh danh. Và phần thưởng bên phải dành cho Khánh Ngọc luôn. Hai chị đi về. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu để tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Với sự đồng hành của nước tăng lực number one chanh và dâu cuộn trào sảng khoái bật tung năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Hẹn gặp lại.